Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị khán giả của Sống Khỏe Mỗi Ngày trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng ăn chay hiện đang là một xu hướng chăm sóc sức khỏe vô cùng phổ biến hiện nay. Các nghiên cứu đã nhận định rằng khi ăn chay đúng cách, thân thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh, ngăn ngừa được nhiều loại bệnh tật, đồng thời thì cũng có tinh thần thoải mái và lạc quan hơn. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy rằng có nhiều người trong quá trình áp dụng do chưa hiểu về phương pháp ăn uống này mà vô tình lại khiến cơ thể bị suy nhược, ốm yếu hay thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như là máu nhiễm mỡ này, bệnh tim mạch hay là cao huyết áp. Chính vì vậy, để giúp quý vị có phương pháp ăn chay hiệu quả nhất, trong chương trình ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin chia sẻ tới các bạn 8 cách ăn chay đơn giản, đúng cách giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Vậy những phương pháp ăn chay ấy là gì? Có khó áp dụng hay không? Hãy cùng theo dõi video để có câu trả lời cụ thể quý vị nhé. Các bạn thân mến, lên thực đơn ăn chay trường đúng cách sẽ quyết định rất nhiều đến nhu cầu dinh dưỡng mà bạn cung cấp cho cơ thể hàng ngày. Và sau đây là một số gợi ý lên thực đơn ăn chay mà các bạn có thể tham khảo. Cách đầu tiên, hạn chế đường và tinh bột. Đường và tinh bột chuyển hóa trong cơ thể thành glucose lưu thông trong máu để cung cấp năng lượng cho tế bào. Nhưng glucose dư thừa sẽ chuyển hóa thành glycogen và axit béo dự trữ trong gan, bắp thịt. Cho nên, ăn chay đúng cách để giảm cân, tránh tình trạng béo phì hay bệnh tiểu đường, nên hạn chế thức ăn từ bột gạo hay ngũ cốc trong bánh canh, bánh xèo, bánh đúc, cơm và phở. Cách thứ hai, gia giảm gia vị trong nấu ăn. Khi nấu nướng hay chế biến các món ăn chay, bạn thường có thói quen nêm nếm gia vị như muối, đường, bột ngọt, hạt nêm chay cho mặn mà món ăn, nên đã vô tình thúc đẩy thận làm việc quá mức để tống đẩy muối ra khỏi cơ thể, gây mất cân bằng huyết áp. Bạn cũng nên đề phòng lượng muối cao trong các thực phẩm đóng hộp, thức ăn chế biến sẵn như khoai tây chiên, bánh snack. Cách thứ ba, xây dựng chế độ ăn với các loại rau củ. Để duy trì dinh dưỡng cho chế độ ăn chay, bạn nên xây dựng bữa ăn xung quanh nhiều loại rau. Các món ăn từ rau giúp bạn tăng lượng protein là cải bó xôi, đậu Hà Lan, bắp cải và cải xoăn. Nếu là người ăn chay không tiêu thụ sữa, bạn hãy thêm các loại rau xanh như cải bắp và đậu bắp vào trong chế độ ăn uống của mình để bổ sung thêm canxi. Ngoài ra, cơ thể của bạn cũng rất cần vitamin D để hấp thụ canxi. Một số loại nấm sinh trưởng tốt dưới ánh nắng mặt trời cũng có khả năng sản sinh ra vitamin D. Ví dụ như nấm bàn thường bán sẵn tại các cửa hàng là loại nấm lý tưởng cho những người ăn chay muốn bổ sung vitamin D từ nguồn gốc thực vật. Loại nấm này sẽ cung cấp cho bạn nhiều vitamin D trong mỗi khẩu phần ăn. Ngoại trừ nấm, nấm men và tảo biển thì đại đa số các nhóm thực vật không có chứa vitamin D. Nếu bị thiếu hụt loại vitamin này khi ăn chay, các chuyên gia khuyến khích bạn nên sử dụng thêm sản phẩm chức năng bổ sung để cơ thể không bị thiếu dinh dưỡng. Các món ăn từ rau thường rất đa dạng. Các bạn có thể nấu các món như canh, mì xào cà rốt và rau cải, cải thìa xào nấm, salad rau trộn, rau củ xào, bắp xào bơ, khổ qua nhồi cùng với đậu hũ, cà rốt, nấm mèo, bún tàu. Cách thứ tư, ăn chay trường đúng cách với trái cây. Trái cây cung cấp chất xơ lành mạnh và các chất dinh dưỡng quan trọng cho chúng ta. Dưới đây là những gợi ý về các loại trái cây cung cấp các chất thiết yếu cho cơ thể. Canxi. Bạn có thể cung cấp canxi cho cơ thể từ các loại như dâu tây, cam và quả sung. Sắt. Thực phẩm giàu chất sắt mà bạn nên cung cấp cho cơ thể hàng ngày đó là nước ép mận hay các loại trái cây khô như quả mơ, nho khô và mận khô. Protein. Bạn hãy kết hợp trái cây sấy khô với các loại hạt để tạo ra một bữa ăn nhẹ, giàu protein. Trái cây cũng có thể được sử dụng để thay thế các nguyên liệu trong món bánh ngọt. Ví dụ, chuối có thể được sử dụng để thay trứng, làm bánh kếp nếu bạn thực hiện chế độ ăn chay lacto. Trái cây có thể được nghiền, đánh bông và để đông lạnh như một món thay thế cho kem. Cách thứ 5, lên thực đơn lành mạnh với các loại ngũ cốc. Các loại ngũ cốc đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn chay lành mạnh. Bạn hãy chọn những loại ngũ cốc còn nguyên thay vì đã qua tinh chế để đạt được lượng protein khuyến nghị và các chất dinh dưỡng khác là vitamin B, sắt, magie và selen. Diêm mạch được coi là một protein hoàn chỉnh vì nó có chứa 9 axit amin thiết yếu. Đây là những axit amin
phải được tiêu thụ trong chế độ ăn vì cơ thể bạn không tự tạo ra chúng. Các loại ngũ cốc dinh dưỡng, giàu protein khác là yến mạch, gạo lứt, lúa mạch, hạt dẻ và kiều mạch. Bữa ăn với các loại ngũ cốc giúp bạn cảm thấy no lâu vì chúng rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan. Những chất này giúp cho cơ thể bạn phải mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Cách thứ 6, ăn chay trường đúng cách với các loại đậu. Thành phần quan trọng trong chế độ ăn chay mà bạn không nên bỏ qua đó là các loại đậu như đậu Hà Lan, đậu lăng, đậu đỏ, đậu đen và đậu xanh. Những loại đậu này thường bổ dưỡng mà không tốn kém nhiều chi phí cũng như dễ bảo quản. Các loại đậu có chất béo tự nhiên thấp có thể cung cấp chất xơ, protein và các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể bạn như folate, magie, kali và sắt. Các loại đậu cũng có chứa tinh bột đề kháng thường được chuyển trực tiếp đến ruột già để nuôi các vi khuẩn có lợi cho sức khỏe. Bạn hãy thêm các loại đậu đã được nấu chín vào trong món súp, salad hoặc các món ăn khác để tạo ra một món ăn thay thế cho thịt. Khi chọn đậu, bạn hãy cân nhắc mua đậu khô trong túi hoặc số lượng lớn hoặc đậu đóng hộp sẽ không có chứa natri. Cách thứ 7, sử dụng dầu thực vật thay thế dầu động vật. Bạn có thể sử dụng dầu thực vật để thay thế cho dầu động vật trong chế độ ăn chay của mình như dầu ô liu, dầu bơ, dầu đậu phộng, dầu hạt lanh, dầu mè, dầu hướng dương. Các loại dầu này cung cấp các chất béo lành mạnh, giúp cho bạn giảm mức chất béo trung bình, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Các loại dầu thực vật có chứa 9 calo trong mỗi gram, nên bạn cần tiêu thụ chúng ở mức vừa phải thôi. Cách thứ 8, ăn chay trường đúng cách từ trứng và sữa. Nếu là người thực hiện chế độ ăn chay, bạn có thể tiêu thụ trứng và các sản phẩm từ sữa để đáp ứng nhu cầu protein dễ dàng hơn. Một quả trứng lớn cung cấp protein, phốt pho, vitamin A, vitamin D, hỗ trợ cho cơ thể hấp thụ canxi. Một cốc sữa tách kem cũng cung cấp protein và khoảng 35% lượng canxi khuyến nghị hàng ngày. Nếu không tiêu thụ trứng hoặc sữa, bạn hãy đọc nhãn để đảm bảo các sản phẩm bạn mua không có chứa các thành phần này. Trứng và sữa thường có trong các món nướng, mì ống, súp và các thực phẩm phổ biến khác. Một vài lưu ý để ăn chay trường đúng cách. Bạn hãy lưu ý những điều dưới đây khi thực hiện chế độ ăn chay trường đúng cách. Đầu tiên là tập dần thay đổi chế độ ăn chay. Bạn không nên cắt bỏ thói quen ăn uống hàng ngày của mình mà chuyển sang hẳn chế độ ăn kiêng. Khi bắt đầu ăn, bạn chỉ nên dành một ngày trong một tuần để cắt giảm lượng thịt và thưởng thức các món ăn chay. Khi bạn cảm thấy thoải mái hơn với thói quen ăn chay thì giảm lượng thịt, hải sản, sữa và trứng và những ngày khác trong tuần. Tiếp theo là thử chế độ ăn chay bán phần. Các chuyên gia khác khuyên bạn nên áp dụng chế độ ăn kiêng bán phần. Chế độ ăn chay này sẽ cho phép bạn thỉnh thoảng ăn thịt. Thứ ba là lưu ý khi đi ăn ở ngoài. Các nhà hàng và hàng quán ngày càng có thêm những lựa chọn ăn chay. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cẩn thận đọc menu hoặc đặt câu hỏi cho chủ quán để chắc chắn nhất. Thứ tư là nhớ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày. Bộ Y tế Hoa Kỳ khuyến nghị bạn nên ăn các nhóm thực phẩm khác nhau như rau có màu xanh, các loại rau củ có tinh bột, các loại đậu và hạt cũng như các sản phẩm từ đậu nành. Lượng calo được khuyến nghị tiêu thụ hàng ngày là từ 1.000 đến 3.200 calo. Việc ăn thực phẩm chay đa dạng sẽ cung cấp cho cơ thể bạn đầy đủ lượng protein có chứa 9 axit amin thiết yếu giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hệ thống miễn dịch, cơ bắp và xương. Quý vị thân mến, ăn chay trường hiện ngày nay đang được nhiều người áp dụng vì nó vô cùng tốt cho sức khỏe. Vậy thì ngay từ hôm nay tại sao bạn lại không thử ngay về phương pháp ăn uống này nhỉ? Nếu còn đang phân vân không biết ăn chay mang đến lợi ích gì thì hãy cùng tiếp tục theo dõi video nhé. Chúng tôi sẽ chỉ ra cho bạn những lợi ích tuyệt vời của việc ăn chay mang lại mà chắc chắn là sau khi nghe xong bạn sẽ nóng lòng muốn áp dụng ngay phương pháp này đấy. Hãy cùng theo dõi quý vị nhé! Đầu tiên là ăn chay giúp giảm nguy cơ bị bệnh ung thư. Chế độ ăn thuần chay sẽ giúp cho bạn giảm nguy cơ mắc các loại ung thư và ngăn ngừa một số bệnh ung thư ở phụ nữ. Trong khi đó, chế độ ăn chay lacto over sẽ giúp bạn ngăn ngừa ung thư ở đường tiêu hóa. Hơn nữa, các chế độ ăn chay nói chung sẽ giúp bạn giảm thiểu phần nào nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng.
Thứ hai là giúp kéo dài tuổi thọ. Bạn ăn nhiều trái cây và rau củ thông qua chế độ ăn chay sẽ giúp loại bỏ độc tố và hóa chất tích tụ trong cơ thể. Từ đó, chế độ ăn chay sẽ giúp cho bạn sống khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Thứ ba là giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2. Bạn thực hiện chế độ ăn chay lành mạnh sẽ giúp ngăn ngừa cũng như hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường type 2 và những biến chứng của bệnh. Những thực phẩm chay có chứa ít đường sẽ giúp bạn giữ lượng đường trong máu luôn ổn định, đó là ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và các loại hạt. Theo một nghiên cứu cho thấy rằng, những người không ăn chay có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cao hơn gấp đôi so với những người ăn chay. Thứ tư, ăn chay giúp cải thiện sức khỏe của tim mạch. Những người ăn chay sẽ có thể giảm 1/3 nguy cơ bị tử vong hoặc phải nhập viện vì bệnh tim mạch. Lợi ích của việc ăn chay giúp cải thiện sức khỏe của tim mạch với các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt, rau củ và trái cây. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn chay có huyết áp thấp hơn so với những người ăn thịt. Thực phẩm từ thực vật có xu hướng ít chất béo, natri và cholesterol nên tác động tích cực đến huyết áp của bạn. Trái cây và rau quả cũng có nồng độ kali tốt nên sẽ giúp bạn giảm huyết áp. Bạn nên chọn những thực phẩm có lượng chất xơ hòa tan cao và những thực phẩm giúp giữ lượng đường trong máu được ổn định. Bằng cách này, bạn sẽ làm giảm cholesterol và từ đó làm giảm nguy cơ bị đau tim. Thứ năm, ăn chay giúp giảm triệu chứng trầm cảm. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng những người ăn chay thường hạnh phúc hơn nhiều so với những người không ăn chay. Hơn nữa, những thực phẩm chay có nguồn gốc là thực phẩm hữu cơ sẽ có tác dụng làm mới tâm trí của bạn và giúp bạn có suy nghĩ tích cực hơn. Thứ sáu, ăn chay giúp tăng sức khỏe xương. Tỷ lệ loãng xương thường thấp hơn ở những quốc gia xem chế độ ăn chay là chủ yếu. Các sản phẩm từ động vật sẽ ép canxi ra khỏi cơ thể chúng ta, gây ra tình trạng mất xương và loãng xương. Mặc dù chế độ ăn chay mang đến cho bạn nhiều lợi ích về sức khỏe, song bạn vẫn nên lưu ý ăn chay trường đúng cách để tránh thiếu hụt dinh dưỡng. Khi ăn chay, bạn cần đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất cho cơ thể hàng ngày, đó là protein, chất sắt, canxi, vitamin D, kẽm và vitamin B12. Thứ bảy, làm giảm nguy cơ bị bệnh đục thủy tinh thể. Một nghiên cứu cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa nguy cơ phát triển bệnh đục thủy tinh thể và chế độ ăn uống. Người không ăn chay hoặc người ăn thịt sẽ có rủi ro cao nhất. Ngược lại, người ăn chay có nguy cơ phát triển bệnh thấp nhất. Và cuối cùng, thứ 8, giúp làm giảm triệu chứng hen suyễn. Một nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy rằng chế độ ăn chay, cụ thể là thuần chay, giúp bạn giảm các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Kết quả là 22 trong tổng số 24 người tham gia chế độ ăn thuần chay trong một năm nhận thấy sự cải thiện triệu chứng bệnh hen suyễn. Các nhà nghiên cứu cho rằng một số loại thực phẩm từ động vật sẽ tạo ra phản ứng dị ứng hoặc viêm. Do vậy, bạn có thể giảm đi triệu chứng của bệnh khi loại bỏ những thực phẩm này ra khỏi chế độ ăn uống. Quý vị thân mến, vừa rồi chỉ là những lợi ích điển hình nhất mà việc ăn chay mang lại. Thực chất thì chúng còn mang đến vô vàn những lợi ích khác nữa. Chính vì vậy, nếu có thể thì hãy thay đổi. Chính vì vậy, nếu có thể thì hãy áp dụng ngay phương pháp này để có một sức khỏe tốt nhất quý vị nhé. Chúc quý vị thành công. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.